anh sẽ làm theo yêu cầu của tôi. Anh sẽ tiếp tục cung cấp tài chính để sản xuất clip cho cô Vĩnh Phương đó, thông qua bà Tuyết, mẹ của cô. Tại sao cứ phải là cô gái đó? Bộ cô ta có thù hằn gì với anh hả? Tiền tôi chuyển cho bà từ trước tới nay tổng cộng là 3 tỷ rồi. Bây giờ giải quyết liền cho tôi. Nếu không á, tôi thuê giang hồ sửa mấy người hết đó. Anh yêu em. Thuê người hãm hại Vĩnh Phương, đùa cợt tình cảm với Vĩnh Thư. Anh đã nhận ra mình đã yêu em từ lúc nào không biết. Sao mà lại có cảm giác thân thiết khi nhìn cậu hôn đó? Nhưng nụ cười và ánh mắt này lại mang đến cho bà Diệu cảm giác bồi hồi thân thiết. Liệu Quân đang che giấu mối thù với ai trong gia đình bà Diệu? Đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Mẹ Ghẻ 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1.